Oh,
rồi. Tôi đã hoàn rồi. Trong cửa hàng có nhiều món ăn lạ quá. Ừ, phải công nhận có nhiều món thật. Mà món nào cũng tẩm vùng đen mới lạ chứ. Ừ, tớ cũng đang đói bụng đây. Ý cậu chung với ý tớ đấy. Hay... Wow. Lu ơi, chúng mình vào thôi. Chào đón hai bạn ghé lại cửa hàng chúng tôi. Xin mời hai bạn ngồi vào bàn. Xin mời hai bạn chọn món ăn. À, món gì cũng được chị ạ. Miễn là phải nhiều. Và phải nhanh chị nhé. Và phải thật nhiều vừng đen nữa. Tất nhiên rồi, xin các bạn chờ một lát nhé. Xin mời. Chịu khó chờ món tiếp theo đi. Ngon thật đấy. Đây nữa. Để tôi xem nào. Ê.
Sao lại danh của tớ? À! Có cách rồi. Ôi, cậu soi gương đi. Hey. Soi gương đi. Chết rồi. Mặt cậu. Cậu làm sao thế kia? Chết rồi. Mặt cậu ý. Cậu soi gương mà xem. Cậu làm sao đấy? Nhìn đây này. Chết tớ rồi, tớ bị làm sao thế này? Bun ơi, cứu tớ với. Thôi thôi, cậu tránh xa tớ ra. Tớ sợ bị lây bệnh của cậu lắm. Bệnh này của cậu là do ăn nhiều vừng đen nên nó phát ra ngoài đấy. Thôi thôi. Món nem tầm vừng đen này. Em không ăn nữa. Cho em ạ. Yeah.
nào bây giờ nhỉ? Chẳng nhẽ mình lại thua à? Đấy rồi. Bạn thấy sao? Hả? Nếu cảm thấy thua rồi thì tự bỏ cuộc đi. Thôi, mình đi trước nhá. Bye bye. Tớ đi trước đây. Đã kém rồi lại còn đòi thi với tớ. Tưởng trốn đâu chứ, ai ngờ. Đâu ấy nhỉ? À, đây rồi. Tớ đến với cậu ngay đây.